Trời ơi, chứ giờ chỉ có xe nào? Có lết sệt không? Ừ, vậy lấy chiếc lết sệt đi. Thôi lấy hai chiếc luôn đi. 15 con mắt, hai cái luôn. Có nhà lầu luôn không? Thôi, một tầng nhỏ lắm, lấy hai tầng luôn đi. Hai cái luôn nha. Rồi chứ Rồi, 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 rồi. chứ ngày tôi cho bà quậy ông tới bến luôn. Chị hai ơi, chị hai, ổng trời ơi, chị hai ơi, im im cái miệng con gái lứa gì bày hái vậy? Không bày hái sao được, ông anh hai em trúng số kìa. Thôi đừng sợ mày ơi, ổng trúng số là ổng nói tao rồi, để mày nói nha. Trời ơi, nãy em mới ra ngoài rình ổng nè, ổng lén bà mua cái gì mà xe gì à, sạch sạch gì đó, hai cái 15 gù mắt luôn, hai cái nhà hai tầng lầu luôn, ông nội ông nội. Bà gì nói tới là tức à? Tức cái gì mày? Thường ngày bà không giữ quan chi, giờ ông trúng số mua nhà mua xe cho vợ bé của ông chứ gì. Trời ơi trời, ổng đâu? Dừng xài, tao quýnh ông lùng thêm mấy cm nữa nè. Giúp. Ủa, gì vậy em? Ổng kìa hai. Quá đã luôn hai ơi. Rồi hai chị em mày làm cái giống gì vậy? Trúng số giấu là một tội, tự ý mua nhà mua xe là hai tội, có vợ bé là ba tội. Ngon ha, nhà lầu hai tầng, iPhone 15 gù mắt, xe hơi cho vợ bé đồ. Rồi mày đốt nhà tao nữa chứ không ai chừng. Tôi nói nó gọn sao, có thì chịu đi ông nội ơi. Con nhỏ nào? Con nhỏ nào gì? Ngày mai đám giỗ bà nội, bà mẹ mới kêu tôi đặt đồ giấy đốt xuống cho bà đó. Vợ bé gì? Có hỏi tôi chưa? Nó nghe ba mớ rồi nó vô nó nói gì cái nghe đó à. Mày nghe mày, xúi xúi. Khỏi núp mày. Mày đừng có nói chuyện với tao nữa nghe. Anh em. Anh hai, được giận em anh hai. Ai kêu mày tào lao? Ăn đi. Tao nói tao không ăn nha, mày gấp hoài đi. Mệt nha, nãy giờ đang nghỉ nhiều rồi nha. Không ăn thôi, mang gấp cho chó ăn đi.